Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bàn ăn. Nhưng mà bàn ăn thì mặt đá thì chúng ta sẽ mua đá gì? Đấy, hôm nay mình sẽ chia sẻ chút kinh nghiệm để mua một bộ bàn ăn mặt đá mà nó lâu dài, dùng đến chục năm. Đấy. Thì hôm nay mình có chuẩn bị ít đồ là như cái khăn này, cái kéo này, cái dĩa này, cốc nước này. Đấy. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về cái bàn ăn mặt đá ceramic. Thì bàn ăn mặt đá ceramic nó là gì? Thì mình giới thiệu qua nó là gốm, nó có gốm sứ bóng tự nhiên. Đấy, thì cái mặt đá ceramic này nó được nung trong nhiệt độ là 1000 độ. Nên là khi các bạn sử dụng những cái như là ăn lẩu này, hay là để những đồ nóng lên trên mặt bàn, nó sẽ không bị nứt và sẽ không bị ố. Nên là mình dùng rất là yên tâm. Đây, thì mình thử test nhé. Mình thử test cái mặt đá để xem là cái độ xước nó như thế nào. Quay gần đấy. Đây. Đấy. Đây nhá, mình lấy mặt kéo luôn nhá, cái mũi kéo sắc nhá. Có nghĩa là đá ceramic thì là nó sẽ có hai dạng là mặt đá nhám và mặt đá bóng. Thì như đây là mình đang dùng cái mặt đá nhám. Đá nhám thì là cái tỷ lệ xước nó rất là thấp. Còn mà đá bóng thì nó sẽ dễ xước hơn một chút, nhưng mà về cơ bản là nó rất khó bị xước. Đấy. Thì bây giờ mình thử mài, ví dụ trong sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn, thì các bạn không tránh khỏi những cái như là va đập này, hay là ăn uống, hay là những cái vật nhọn sắc nhọn nó đâm vào ấy, nó đâm vào đá này. Đấy. Thì cái riêng cái đá ceramic này thì nó rất là yên tâm. Đấy. Cái bộ đang ăn này, cái dĩa rơi xuống này. Đấy, rơi xuống này. Đấy. Đấy. Đấy, ví dụ hay là đổ nước ra này. Đấy. Đấy, mình lấy khăn lau này. Đấy. Rồi. Cái riêng đá ceramic này thì để mà rất nhiều người trong gia đình, người ta có thể rất là lo ngại về cái việc ăn uống sử dụng hàng ngày, thì thời gian nó sẽ dễ bị kiểu ố này. Đấy, nhưng mà riêng cái đá ceramic thì nó sẽ không nhiều bị. Nếu mà bình thường các bạn dùng những cái dòng đá nhân tạo ấy, được làm từ bột đá ấy, thì tất nhiên là dùng thời gian các bạn ăn uống dây vào những nước mắm hay là gì đó, thì thời gian nó sẽ ố, hoặc là bạn dùng những cái chất tẩy rửa đấy lên bề mặt của đá thì nó sẽ như thế. Còn riêng cái ceramic thì các bạn dùng thoải mái luôn, vô tư luôn, vô tư nhé, không lo về ố hay là về xước hay là về nứt gì cả. Đấy. 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 Cào cả ngày luôn. Đấy. Đấy. Cào cả ngày luôn. Đấy. Đây các bạn có thể đây soi kỹ vào đây. Soi kỹ luôn thì là xem luôn là nó đây, sát chưa? Đấy, đấy nhá. Đây là như kiểu mình review luôn đấy. Đấy, 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 này, này, này. Đúng không? Mình cào thật nhá, chứ không phải là mình cào giả nhá. Đấy, này, nước này. Nước này. Đấy, nước này. Đấy, dĩa này. Dĩa này. Dĩa này. Đấy, rồi mình lau nhá. Mình lau phát này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Không hề xước. Vẫn như ban đầu luôn. Đấy, nên nên chọn những cái dòng đá ceramic, là dòng đá cao cấp để mình có thể dùng nó rất là lâu bền. Rồi hôm nay mình giới thiệu qua các bạn về cái kinh nghiệm về bàn ăn chọn mặt đá gì. Đấy, xin cảm ơn.